sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên. Xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm. Và chúc cho tập đoàn Tân Á Đại Thành với một đại sứ thương hiệu như Mỹ Tâm thì sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn Mỹ Tâm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, và tiếp tục quay trở lại sân khấu nghệ thuật, mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục nghệ thuật Tâm Thế Vững Vàng, Tầm Cao Tỏa Sáng. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.